Chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất là sôi động có tên gọi Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Ca khúc này cũng là thông điệp của ban nhạc chúng tôi dạy tặng chúc phúc cho chú Triệu Cô Dâu, lời tri ân dạy tặng cho tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại sân khấu đón nhận ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Khải Huyền. John.